Bộ Tài chính bắt đề xuất hỗ trợ 1.000 đô la Mỹ khi mua xe điện. Thận trọng với các chiêu bài lừa đảo về ngân hàng, chứng khoán. Liên minh châu Âu EU siết chặt quy định đối với 6 đại gia công nghệ. Kính chào quý vị. Quý vị vừa điểm qua một số tin tức nổi bật sẽ được đề cập trong bản tin Tài chính thị trường hôm nay. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, Bộ Tài chính đã đề nghị bỏ kiến nghị về trợ cấp 1.000 đô la Mỹ khi mua xe điện, đồng thời bác nhiều kiến nghị hỗ trợ về các loại thuế với hoạt động sản xuất tiêu thụ cũng như xây dựng trạm sạc cho xe điện. Theo Bộ Tài chính, hiện nay, các chính sách hỗ trợ từ nguồn ngân sách nhà nước ở nước ta ưu tiên dành cho các đối tượng là người nghèo, đối tượng thuộc vùng sâu, vùng xa và một số đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Trong bối cảnh ngân sách nhà nước còn gặp nhiều khó khăn, nhà nước còn phải cân đối nguồn lực để thực hiện nhiều chương trình, dự án về an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo và phát triển cơ sở hạ tầng. Việc thực hiện chính sách này sẽ tạo nên các áp lực tăng chi tiêu cho ngân sách. Thưa quý vị, lập các hội nhóm giả để đưa ra khuyến nghị đầu tư, góp tiền đầu tư chung, hay như vụ việc gần đây, nhân viên ngân hàng lừa đảo hơn 8 tỷ đồng của khách hàng, tiếp tục làm dấy lên những lo ngại về hoạt động lừa đảo trong lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán. Càng ngày, người dân càng lựa chọn việc gửi tiền vào ngân hàng thay vì giữ tiền mặt hoặc bỏ tiền vào đầu tư nhiều hơn. Và điều này cũng vô tình làm tăng lên các hoạt động lừa đảo. Tổng hợp về những hình thức lừa đảo, cách nhận diện và khuyến nghị sau đây. Số liệu của Cục An toàn Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông cho thấy, trong 6 tháng đầu năm 2023, tình hình lừa đảo trực tuyến tại Việt Nam tăng 64,78% so với cùng kỳ năm ngoái. Các ngân hàng thương mại, công ty chứng khoán, ví điện tử đã liên tục cảnh báo thủ đoạn lừa đảo mới. Các công ty chứng khoán đã phải lên tiếng cảnh báo về việc các cá nhân thu thập số điện thoại và mời gọi vào các hội nhóm đầu tư, các nhóm chat, mạo danh người của công ty để thực hiện các hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Lừa đảo người đầu tư, xử lý. Đối với các ngân hàng, cũng đã ghi nhận nhiều trường hợp mạo danh nhân viên ngân hàng số, yêu cầu người dùng cung cấp thông tin số thẻ, mã CVC2, mã OTP tới đối tượng lừa đảo. Các đối tượng thường mạo danh fanpage Chiên Hòa, giả danh nhân viên giúp người dùng tăng hạn mức tín dụng, hỗ trợ mở thẻ mới. Trong lĩnh vực ngân hàng, hiện tại các ngân hàng ở Việt Nam. Mới đây, một ngân hàng còn cảnh báo về công nghệ giả mạo cuộc gọi video deepfake. Các đối tượng sẽ tái tạo lại khuôn mặt và giọng nói để giả mạo người thân hoặc giả mạo cán bộ, nhà nước, công an, viện kiểm sát, thực hiện cuộc gọi thoại, video, yêu cầu nạn nhân chuyển tiền, lừa đảo chiếm đoạt thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng. Có thể thấy, những áp lực với việc bảo mật trong lĩnh vực tài chính ngân hàng hiện nay là rất lớn. Nghị định 13 được triển khai từ tháng 7 năm nay, được coi là khuôn khổ pháp lý cơ bản để thể chế hóa, yêu cầu các doanh nghiệp, trong đó có các tổ chức tín dụng, các công ty chứng khoán siết chặt bảo mật để đảm bảo an toàn thông tin, hạn chế các hoạt động lừa đảo. Chính vì vậy, các bên liên quan đã có các giải pháp củng cố quy trình bảo mật, xác minh thông tin. Làm sao quản lý chặt cái việc mở tài khoản? Làm sao tài khoản mở ra phải là tài khoản thật, tài khoản của con người thật và chính chủ người sử dụng đó? Trong quá trình mà sử dụng tài khoản thì có cách thức làm sao để quản lý được cái người chủ tài khoản hậu kiểm để sau này cái người mà mở tài khoản đó với người thực hiện giao dịch phải là một. Ngành ngân hàng và ngành Bộ Công an đang tích cực phối hợp để sử dụng dữ liệu dân cư quốc gia để làm sạch, dọn những tài khoản rác và nâng cao cái hình thức xác thực để đảm bảo rằng cái người thực hiện giao dịch cũng là chính chủ của tài khoản và chính là người mở tài khoản và từ đó làm rõ ràng minh bạch dòng tiền tài chính của hệ thống ngân hàng và góp phần hạn chế ngăn chặn lừa đảo. Theo các chuyên gia, bên cạnh một khuôn khổ pháp lý hoàn thiện, bản thân các doanh nghiệp, các ngân hàng, các công ty chứng khoán cần tiếp tục nâng cao hệ thống và đầu tư một cách thực chất vào bảo mật, với yếu tố cốt lõi ở đây là con người. Chúng ta cũng biết người. Yếu tố con người không chỉ quan trọng trong việc bảo mật trong doanh nghiệp, yếu tố con người ở đây còn chính là từ bản thân những khách hàng, những người sử dụng dịch vụ tài chính, ngân hàng, chứng khoán. Mỗi chúng ta cũng cần tự trang bị các kiến thức, kỹ năng, cách nhận diện các thủ đoạn lừa đảo để tự tạo hàng rào bảo vệ cho mình, để cùng với các khung khổ pháp lý hiện nay và hệ thống bảo mật từ doanh nghiệp hạn chế thành công các vụ việc lừa đảo. Giá lúa gạo trong nước tiếp tục lập đỉnh mới, cao hơn nhiều so với giá xuất khẩu. Giá gạo 5% và 25% tấm của Việt Nam vẫn cao hơn hàng cùng loại của Thái Lan và của Pakistan. Trong khi đó, giá lúa gạo trong nước tiếp tục được điều chỉnh tăng từ 79 đồng đến 254 đồng một ký tùy loại.
do giá cả biến động tăng quá nhanh dẫn đến chuỗi cung ứng bị đứt gãy từ nông dân đến thương lái, hàng sáo, đến nhà máy xay xát, chế biến và doanh nghiệp xuất khẩu gạo. Tết Trung Thu đang đến gần, các thương hiệu bánh Trung Thu lớn tung ra thị trường những sản phẩm chế mỹ dị, mẫu mã độc đáo, giá cả cạnh tranh nhằm hấp dẫn người mua. Trên thị trường, các tuyến phố chính đã thấy xuất hiện dày đặc các quầy hàng bày bán bánh Trung Thu của các hãng bánh nổi tiếng quen thuộc. Hiện nay, các dòng bánh phổ thông có mức giá khoảng 51.000 đồng. Đối với dòng bánh cao cấp, giá bánh sẽ dao động từ 135.000 đồng đến 150.000 đồng một chiếc. Khung giá dao động lớn vừa dễ vừa khó với người tiêu dùng từ khách lẻ đến khách doanh nghiệp. Giá heo hơi ngày 7 tháng 9 tại miền Bắc tăng cao nhất 2.000 đồng một ký, trong khi đó miền Trung, Tây Nguyên biến động trái chiều. Trong đó, tỉnh Phú Thọ tăng 1.000 đồng một ký lên mức 60.000 đồng một ký, ngang với Thái Nguyên và Thái Bình sau khi tăng 2.000 đồng một ký, góp phần đưa giá heo hơi tại miền Bắc trong khoảng 58.000 đến 60.000 đồng một ký, khu vực miền Trung, Tây Nguyên trong khoảng 55.000 đến 58.000 đồng một ký, khu vực miền Nam trong khoảng 56.000 đến 59.000 đồng một ký. Tin tài chính thị trường thế giới. Ngày 6 tháng 9, Liên minh châu Âu EU đã công bố tên các công ty bị áp dụng đạo luật thị trường kỹ thuật số DMA. Theo đó, 6 hãng công nghệ hàng đầu thế giới sẽ phải đối mặt với những biện pháp hạn chế cứng rắn nhất từ trước đến nay. Ủy ban châu Âu EC, cơ quan điều hành của EU, đã nêu tên 22 dịch vụ nền tảng của 5 đại gia công nghệ Mỹ, gồm Alphabet, công ty mẹ của Google, Amazon, Apple, Meta, Microsoft và công ty ByteDance của Trung Quốc. Các dịch vụ này trong đó có App Store của Apple, Facebook, Instagram và WhatsApp của Meta, nền tảng video YouTube, trình duyệt Chrome của Google và Safari của Apple. Trong phản ứng cùng ngày, Apple bày tỏ lo ngại về những rủi ro từ đạo luật trên có thể gây ra, đó là sự rủi ro về quyền riêng tư và rủi ro trong bảo mật dữ liệu. Đạo luật thị trường kỹ thuật số có hiệu lực ngày 1 tháng 11 năm 2022 nhằm chấm dứt các hành vi cạnh tranh không công bằng của các công ty công nghệ lớn. Đây được coi là một sự thay đổi quan trọng trong cuộc chiến của EU chống lại sự thống trị của các nền tảng lớn và diễn ra sau nhiều năm theo đuổi các cuộc chiến pháp lý không thành công với các đại gia công nghệ. Các công ty vi phạm quy định trong đạo luật có thể bị phạt tới 10% doanh thu trên toàn thế giới và lên tới 20% trong trường hợp tái phạm. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed hôm qua cho biết nền kinh tế nước này chỉ tăng trưởng khiêm tốn trong mùa hè khi người dân sử dụng tiền tiết kiệm để đi du lịch. Trong những tháng gần đây, nền kinh tế Mỹ vẫn tiếp tục phục hồi, nhưng tốc độ đang đã có phần chậm lại, trong bối cảnh lãi suất vẫn ở mức cao và có thể còn được Fed duy trì trong thời gian dài để chống lạm phát. Trong báo cáo định kỳ về các điều kiện kinh tế còn được gọi là Stagbay, Fed chỉ ra rằng các tín hiệu tích cực về kinh tế hiện nay có thể sẽ sớm kết thúc khi tiền tiết kiệm của người dân trong đại dịch cạn dần. Trong tháng 7 và tháng 8, kinh tế Mỹ chỉ tăng trưởng ở mức khiêm tốn trái ngược với dự đoán tăng nhẹ trước đó. Đáng chú ý là kinh tế Mỹ tăng trưởng chủ yếu do chi tiêu du lịch tăng, còn chi tiêu bán lẻ những mặt hàng không thiết yếu lại giảm, cho thấy người tiêu dùng có thể đã cạn tiền tiết kiệm. Tình hình có thể sẽ còn trở nên trầm trọng hơn khi các khoản vay sinh viên đến hạn thanh toán vào tháng 10 tới, sau 3 năm rưỡi được tạm hoãn. Cũng theo báo cáo của Fed, tốc độ tăng trưởng việc làm tại Mỹ đã giảm trên cả nước và tăng trưởng tiền lương cũng sẽ chậm lại trong nửa cuối năm. Giới chuyên gia kỳ vọng Fed sẽ giữ mức lãi suất hiện nay do lạm phát nhìn chung đã chậm lại, trong khi sản xuất và tiêu dùng cùng giảm tốc. Vừa rồi là bản tin tài chính thị trường của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.